ông bà tôi chiếc bác bán đồ nè, bán đồ vui lắm nè ông bà. Bán xe xe bán sạp sạp nè ông bà ơi. Bán bánh bán dừa bán nước rồi gì bán sạp sạp luôn ông bà. Đó, bán nguyên cái con đường này vui lắm quý vị ơi. Con xin mời quý vị ông bà cô chú bác ăn bún ăn đồ chị quý vị, uống dừa nè, uống nước rồi gì nè ông bà. Vui lắm ông bà ơi. Đó, bán nguyên một cái lề đường luôn á quý vị. Bán sạp 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 luôn nè ông bà. Phiên chợ này vui lắm ông bà ơi, phiên chợ vui lắm nè. Chợ lề đường nè ông bà. Phiên chợ lề đường nè, đó, bán quá chừng bán ông bà có thấy vui không ông bà? Phiên chợ ngoài đường á ông bà ơi. Bởi vì vậy bán vui lắm nè. Phiên chợ ngoài đường nè ông bà, ôi trời ơi, xe sạp 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 luôn nè. Hôm nay con út quay cho ông bà coi phiên chợ nha. Phiên chợ yêu thương nè ông bà. Mỗi người là mỗi xe nha ông bà. Ai có ghế có bàn bài ra nha. Có ghế có bàn thì mình bài ra ông bà. Mình bài bàn ghế ra nha quý vị. Mình bài bàn ghế ra cái là mình ngồi mình bán nha ông bà. Bán vui lắm á ông bà cô chú bác ơi, vui lắm nè. Cháo lòng nè quý vị ơi, bún thịt xào nè. Trời ơi, bán đầy đủ hết ông bà ơi. Bánh heo quay, bánh gì nè ông bà, cơm đồ gì á, cơm bún hủ tiếu đồ gì á ông bà. Quý vị ăn cái món nào quý vị chọn nha, ông bà chọn nha ông bà. Trời ơi, bán nguyên một cái con đường dài lắm nè ông bà ơi. Bán con đường dài thòn lòn luôn á ông bà, bán con đường dài thòn lòn luôn nè. Cái đắng nụ cười. Ông bà ơi, bán đầy hết trơn nè ông bà. Trời ơi, bán dài quá. Bán đông vui lắm ông bà ơi, đông vui lắm nè ông bà. Đông vui lắm nè ông bà quý vị ơi. Đó, ăn món nào cũng có hết nha ông bà. Ông bà ăn món nào cũng có hết ông bà ơi. Ông bà ăn món nào cũng có hết. Quý vị thích ăn món nào là quý vị chọn nha ông bà. Chọn lựa thôi nha quý vị. Chọn lựa nha ông bà. Quý vị thích ăn món gì quý vị chọn lựa nha, chọn lựa nha ông bà ơi. Bán từ dưới cầu lên trên cầu luôn nè. Bán quá chừng bán luôn ông bà. Bán đầy đủ hết ông bà ơi, bán từ dưới cầu lên trên cầu này luôn nè. Ai thích ăn món gì là lựa món đó ông bà. Bán đông đúc vui lắm ông bà ơi. Con út xin kính mời ông bà cô chú bác ăn món gì là chọn món đó nha ông bà. Ủa? Phiên chợ đó ông bà ơi, phiên chợ buổi sáng nè ông bà. Phiên chợ này vui lắm ông bà ơi. Phiên chợ lề đường ông bà. Phiên chợ lề đường đó ông bà. Phiên chợ lề đường nè. Vui lắm ông bà ơi. Con út xin kính mời quý vị. Quý vị ăn cơm, ăn bún, ăn cháo, ăn món gì cũng có hết á. Ăn món gì cũng có hết nha ông bà ơi. Đó, ai cũng có một cái chiếc xe xe vậy đó. Từ đó giờ chắc có lẽ là ông bà sẽ thấy nhóm chợ trong lòng chợ. Hay là người ta buôn bán trong iOS. Hay là buôn bán ở nhà. Phải không thưa quý vị? Nhưng ngày hôm nay, ông bà sẽ coi và thấy được phiên chợ lề đường. Chỉ có nhóm chợ buổi sáng thôi, người ta bán tới 8 giờ. Đó là xong hết là mạnh ai đó kéo xe về. Chứ không có bán nguyên một ngày đâu nha ông bà. Chỉ bán có một buổi sáng à. Chỉ bán một buổi sáng thôi. Đó, ai cũng đậu một xe xe hết. Xe cơm, xe bún, xe túi chiên, xe cháo rồi gì đó ông bà. Đậu nguyên cả một con đường luôn á. Bán ai thích ăn món gì sẽ lựa ghé lựa quẹo lựa nha. Một món có khi 15.000, 20.000, 25.000 vậy đó quý vị. Ai ăn món gì thì lựa món đó nha ông bà ơi. Con Út mến chúc quý vị nhiều bình an, nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. I love you mọi người.